Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Bệnh Crohn, nguyên nhân chẩn đoán và điều trị. Bệnh Crohn có lẽ là một cái tên khá xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên thực chất đây là một căn bệnh viêm ruột mãn tính, còn gọi là bệnh viêm ruột từng vùng. Tình trạng viêm ruột này khiến người bệnh đau đớn, suy nhược và có thể xảy ra các biến chứng nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng. Tổng quan về bệnh Crohn là một căn bệnh đường ruột đặc trưng bởi tình trạng viêm ruột mãn tính, đau bụng và tiêu chảy nghiêm trọng. Người mắc phải bệnh này thường bị suy dinh dưỡng, sụt cân nhanh do không hấp thu được chất dinh dưỡng. Tình trạng viêm lan sâu vào các lớp mô và tổ chức ruột khiến người bệnh đau đớn, suy nhược cơ thể nặng. Trong nhiều trường hợp, bệnh có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Viêm có thể xảy ra ở bất kỳ phần nào của đường tiêu hóa, từ miệng đến hậu môn, nhưng thường xảy ra nhất ở đoạn hồi tràng, hoặc hồi tràng và manh tràng, hồi tràng hoặc toàn bộ đại tràng. Phần lớn các ca bệnh nằm trong độ tuổi 16 đến 30 và 60 đến 80 tuổi. Ở trẻ em, bé trai thường có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn bé gái, nhưng theo nghiên cứu cho thấy bệnh gây ảnh hưởng nhiều đến nữ giới hơn. Nguyên nhân gây nên bệnh Crohn, cho đến nay nguyên nhân gây nên bệnh Crohn vẫn còn là một dấu hỏi lớn đối với khoa học và y học. Có rất nhiều giả thuyết và nghiên cứu đưa ra nhiều yếu tố liên quan đến sự phát sinh và tiến triển của bệnh. Các yếu tố đó là chế độ ăn uống, ăn kiêng quá mức hoặc ăn uống thiếu khoa học có thể thúc đẩy bệnh phát triển nhanh hơn. Tâm lý, người thường xuyên bị căng thẳng sẽ khiến cho bệnh tiến theo chiều hướng xấu. Hệ thống miễn dịch, có giả thuyết đưa ra rằng nhiều loài vi sinh vật có khả năng kích hoạt bệnh này. Khi hệ thống miễn dịch chống lại vi sinh vật này thì xảy ra sự tấn công ngay chính đường ruột của mình, hiện tượng tự miễn dịch, khiến bệnh ngày càng nặng hơn. Di truyền, bệnh thường xảy ra ở những gia đình có tiền sử mắc bệnh. Vì thế, gen có thể là yếu tố có liên quan đến sự phát sinh bệnh. Ngoài ra, theo nghiên cứu cho thấy các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh là: bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường phổ biến ở độ tuổi 16 đến 30 và 60 đến 80 tuổi. Người da trắng và người Đông Âu có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất, hiện nay tỷ lệ này cũng gia tăng ở người da đen sống ở Anh và Bắc Mỹ. Người hút thuốc lá, người sử dụng thuốc kháng viêm không steroid trong thời gian dài, người sống ở đô thị, khu công nghiệp có tỷ lệ mắc bệnh cao người sống ở vùng nông thôn, đây có thể là do ảnh hưởng của môi trường sống đến sự phát triển của bệnh. Triệu chứng của bệnh, triệu chứng của bệnh Crohn có thể từ nhẹ đến nặng, xuất hiện từ từ hoặc đột ngột. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Cũng giống như các chứng viêm đường tiêu hóa khác, người bệnh có thể có các triệu chứng kể sau: sốt cách quãng, mệt mỏi, tiêu chảy, đau bụng, phân có lẫn máu, viêm loét đường ruột, chán ăn, sụt cân, suy nhược cơ thể, bệnh quanh hậu môn như API tre, giọt chít hẹp hậu môn. Ngoài ra, bệnh nhân có thể có thêm các triệu chứng khác nếu như bệnh ở thể nặng: viêm da, viêm khớp, viêm mống mắt, viêm màng bồ đào, đổ mồ hôi trộm. Ở trẻ em thì chậm phát triển, dậy thì muộn. Phụ nữ có thể bị rối loạn kinh nguyệt ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Nếu bệnh không được phát hiện và điều trị sớm sẽ rất nguy hiểm, thậm chí là đe dọa đến tính mạng người bệnh. Một số biến chứng có thể xảy ra: tắc ruột, khi ruột bị tổn thương sẽ hình thành sẹo, thu hẹp tiết diện ruột, do đó mà thức ăn dễ bị mắc kẹt trong ruột, nhiều trường hợp phải mổ để xử lý. Xuất hiện lỗ giò trong đường tiêu hóa, thường gặp ở khu vực xung quanh hậu môn, ung thư đại tràng. Bệnh làm tổn thương đại tràng nghiêm trọng và lâu dài, có thể dẫn đến tình trạng ung thư đại tràng, thiếu máu do viêm loét, chảy máu đường ruột, loãng xương, viêm khớp, bệnh lý tại gan mật. Nguy cơ phát triển ung thư do sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch trong điều trị bệnh Crohn. Chẩn đoán và điều trị bệnh Crohn, chẩn đoán, các phương pháp có thể sử dụng để chẩn đoán bệnh: xét nghiệm phân để phát hiện máu trong phân do tình trạng loét ruột, xét nghiệm máu để kiểm tra xem bệnh nhân có thiếu máu hay không, tình trạng giảm albu máu, xét nghiệm các kháng thể IgA và anti-saccharomyces cerevisiae, chụp cắt lớp vi tính hoặc chụp cộng hưởng từ đường tiêu hóa, nội soi đại tràng để kiểm tra tổn thương, lấy mẫu sinh thiết để kiểm tra sự có mặt của các u hạt cụm tế bào viêm, nội soi viên nang toàn bộ đường tiêu hóa để phát hiện các tổn thương nằm sâu bên trong đường ruột, đặc biệt là ở đoạn ruột non mà máy nội soi bình thường không thể quan sát được. Điều trị tình trạng viêm ruột mãn tính này không có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như không có phương pháp chữa bệnh khỏi hoàn toàn. Phác đồ điều trị bệnh thường hướng đến làm giảm triệu chứng và hạn chế biến chứng cho người bệnh. Cụ thể, kháng viêm, sử dụng thuốc kháng viêm để làm giảm tình trạng viêm ruột nặng hơn. Thuốc ức chế miễn dịch có tác dụng ức ngăn cản hệ thống miễn dịch tấn công chính đường ruột của mình. Kháng sinh được sử dụng để đề phòng nhiễm trùng kế phát và xuất hiện các lỗ giò đường tiêu hóa.
Cầm tiêu chảy để giảm mệt mỏi và hạn chế tình trạng mất nước, mất chất điện giải và dinh dưỡng cho người bệnh. Thuốc giảm đau thường là nhóm acetaminophen được sử dụng khi người bệnh có những cơn đau nhẹ. Không nên sử dụng các loại thuốc giảm đau thông thường khác bổ sung sắt vitamin B12 để hạn chế tình trạng thiếu máu do người bệnh bị chảy máu đường ruột mãn tính. Bổ sung canxi và vitamin D để khắc phục và hạn chế các triệu chứng về xương khớp. Bệnh Crohn không phải là một bệnh viêm ruột thông thường. Đây là một bệnh mãn tính gây nguy hiểm đến sức khỏe nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Vì thế, khi có các dấu hiệu bất thường về tiêu hóa, bạn hãy gặp ngay bác sĩ trước khi quá muộn. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.